Trở về với chính mình mà không còn cái ngã trung tâm ảo tưởng, thì chỉ cần khi đi chỉ thấy đi, không thấy tôi đi với một dáng đi ra vẻ điệu bộ. Khi đau chỉ thấy cảm giác đau, không thấy tôi đau với thái độ đối kháng căng thẳng. Khi buồn chỉ thấy trạng thái buồn, không thấy tôi buồn với ý muốn loại bỏ nhanh chóng. Khi vui chỉ thấy trạng thái vui, không thấy tôi vui với ước mong giữ lại lâu dài. Thì đó là con đang trở về với chính mình, như một cá thể tương giao tự nhiên với vạn pháp, chứ không còn là tập trung vào bản thân như một cá nhân có trung tâm quan hệ với bên ngoài. Nghĩa là khi con sống hòa đồng cởi mở với xung quanh, thì con vừa phá đi được cái trung tâm bản ngã, mà vẫn không đánh mất chính mình. Mong con hiểu được điều này một cách thật đơn giản hơn là những gì được giảng giải bằng ngôn ngữ đầy khái niệm phức tạp này. Hòa thượng Viên Minh.